trong số các bị cáo ngồi đây. Đáng lẽ bị cáo Hoàng Văn Hưng phải nhận thức được đầy đủ sai phạm của mình, ăn năn hối cải để sửa chữa, giải cứu lương tâm, đạo đức của mình, thì bị cáo lại sử dụng kiến thức để đối phó nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Tại phiên tòa, bị cáo luôn quanh co, chối tội, có thái độ không phù hợp, xúc phạm cơ quan điều tra, viện kiểm sát, gây áp lực với bị cáo khác. Căn cứ kết quả điều tra và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm luận tội đã trình bày, đề nghị hội đồng xét xử đánh giá toàn diện, xem xét thái độ, mức độ phạm tội của bị cáo Hoàng Văn Hưng để cân nhắc ra một bản án nghiêm minh, đúng pháp luật. Trên đây là quan điểm tranh tụng của viện kiểm sát đối với bị cáo Hoàng Văn Hưng. Chúng tôi đã trình bày xong quan điểm, đề nghị các đồng chí kiểm sát viên đồng nghiệp của chúng tôi tiếp tục đưa ra quan điểm tranh tụng với các bị cáo khác. Khi mà bị cáo nhận được cái cặp của Trình Văn Huy thì bị cáo đưa lên xe ở ghế thứ hai, cái hàng ghế thứ hai, cái này camera xác định rất rõ rồi, chứ không phải là bị cáo đưa vào cốp đó. Bị cáo được hàng thứ hai, bị cáo có mở ra thì ra xem là có 4 chai rượu, thì bị cáo cũng có nói với anh Bình thôi là có anh ông anh cho mấy chai rượu để tiếp khách. Sau đó bị cáo cũng đậy cái cặp lại và bị cáo đưa lại đằng sau cái cốp đằng sau lưng. Nhân vật Bình được nhắc đến trong lời khai của bị cáo Hưng chính là tài xế của bị cáo Hưng, cũng có mặt ở phiên tòa với tư cách người làm chứng. Tại cái thời điểm mà anh Hưng đưa cặp lên xe thì anh Hưng cũng mở cửa xe ra và nói với tôi là anh Hưng được một số người anh cho mấy chai rượu của anh. Đó là thời điểm mà anh Hưng đã mở cặp hay là trước khi mở cặp hay là sau khi mở cặp? Dạ, cái mở cặp thì tôi đã không thấy qua điều tra là cái lúc mà mở cặp thì tôi ngồi ghế trên, tôi không nhìn. Và tôi chỉ có anh Hưng có nói với tôi luôn ngay lúc đấy là được một ông anh cho mấy chai rượu. Tuy nhiên, ở phía bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, người bị cáo buộc đã bỏ ra hơn 61 tỷ đồng để chạy án, vẫn một mực khai nhận những lần Hằng đưa tiền cho ông Tuấn để giao dịch với Hưng. Bị cáo Hằng còn kể, trong một lần đến nhà đưa tiền cho ông Tuấn thì gặp Hưng cũng đến. Ông Tuấn nói Hằng tránh mặt để mình và Hưng trao đổi công việc. Khi Hưng về, Hằng nhìn rõ thấy Hưng cầm chiếc túi mà vừa nãy Hằng đưa cho ông Tuấn. Về phần mình, bị cáo Hưng luôn giữ quan điểm chưa hề nhận tiền hối lộ. Bị cáo này còn liên tục kêu oan và khẳng định sẽ làm rõ quan điểm này trong phiên xét xử tiếp theo. Mùng 5 tháng 12 năm 2022, bị cáo có nhận chiếc cặp mà Tuấn gửi đến cho bị cáo không? Bị cáo có ạ. Bị cáo nhận chiếc cặp đấy ở đâu? Dạ, bị cáo nhận chiếc cặp ở cổng cơ quan của bị cáo ạ, tại số 15 Trần Bình Trọng ạ, số 11 Trần Bình Trọng ạ. Chiếc cặp đấy là do Tuấn gửi cho bị cáo đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, lý do Tuấn gửi cho bị cáo chiếc cặp đấy là gì? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử là tháng 11 thì bị cáo nằm viện điều trị Covid gần một tháng ạ. Thì khi mà bị cáo ra viện đấy thì anh Tuấn có gọi điện hỏi thăm bị cáo. Đấy, bị cáo cũng nói chuyện với anh Tuấn là bệnh tình của em là rất là nặng, nguy hiểm, chậm một ngày là không cứu được, các bác sĩ rất là tận tình thì cứu được. Thì anh Tuấn có nói là thì đã chu đáo với các bác sĩ chưa, thì bị cáo có nói là em cũng đang tính tuần tới là sẽ liên hoan để tri ân. Thì anh Tuấn có nói là để anh Tuấn chuẩn bị quà cho bị cáo. Đấy, thì bị cáo cũng, anh Tuấn bảo là khi nào có lịch thì báo cho anh Tuấn sẽ gửi quà. Thế sau đó thì anh Tuấn có chuyển cái quà đó cho bị cáo ạ. Quà là quà gì? Dạ, cái thưa được xử đó là 4 chai rượu vang ạ. Là gì? Là rượu vang ạ. Là rượu vang. Dạ vâng ạ. Chiếc cặp Tuấn gửi cho bị cáo thì trong cặp theo bị cáo là có những gì? Trong cặp là có 4 chai rượu vang ạ. 4 chai rượu vang. Vâng ạ. Chiếc cặp đấy thì có đặt mật khẩu gì không? Dạ không ạ. Khi Tuấn chuyển cho bị cáo thì Tuấn có báo cho bị cáo cái mật khẩu của chiếc cặp đấy không? Dạ không có ạ. Mã khóa không? Không, không có ạ. Bị cáo bật hai cái đầu nó đã ra rồi ạ. Ai là người giao cho bị cáo chiếc cặp đấy? À, dạ có một anh theo như cáo trạng thì anh ấy là anh Trình Văn Huy ạ. Trình Văn Huy, vâng, lái xe của bị cáo Tuấn đúng không? Cái đấy thì bị cáo không rõ lắm rồi. Vâng. Sau khi nhận chiếc cặp đấy thì bị cáo làm gì? Sau khi nhận được cái cặp của anh Huy thì bị cáo đưa lên trên xe của bị cáo. Rồi. Đấy, và bảo anh lái xe là đi về ạ. Có nói với anh lái xe là trong cặp đấy có gì không? À, khi lên xe thì bị cáo có khoe với anh lái xe là có một anh ông cho mấy chai rượu. Bị cáo có mở chiếc cặp đấy ra trong xe không? Bị cáo có ạ. Trong xe cái người lái xe có biết không? Cái này thì bị cáo cũng không rõ lắm ạ. Vì là lái xe thì ngồi ở trên, còn bị cáo thì ngồi ở ghế dưới.
sau khi bị cáo lên xe thì bị cáo mở cặp ra xem. Vâng ạ. Thì thấy có gì ở trong? Có 4 chai rượu vang. Có ạ. Rượu vang. Vâng. Xong bị cáo có mang cái cặp đấy vào trong phòng làm việc không? Hay bị là cáo, để trên xe? Bị cáo không, bị cáo để trên xe luôn ạ. Thế bảo lái xe trở về. Vâng ạ. Chiếc cặp đấy hiện nay ở đâu? Báo cáo là chiếc cặp đó thì sau khi từ cuối năm ấy thì bị cáo khi mang về thì bị cáo để rượu ra ngoài rồi bị cáo để cái cặp ở trong nhà. Thế sau đó thì bị cáo dọn dẹp nhà cửa cái thứ thì thực ra bị cáo cũng không thể nhớ được là cái cặp để lấy đâu ạ.